Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Máy Minh Thành Minh Phúc. Mình là Hiền, nhân viên bán hàng tại cửa hàng Xe Máy Minh Thành 2, có địa chỉ tại ngã tư Phố Me, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Các bạn đang có nhu cầu quan tâm đến các dòng xe Honda thì hãy liên hệ với Hiền theo số điện thoại 0967 817 693, hoặc kết bạn Zalo, Hiền sẽ tư vấn cụ thể hơn nữa nhé. Trong video ngày hôm nay, Hiền sẽ giới thiệu với các bạn về các dòng xe bên Hiền đang bán rất là chạy. Bên cạnh Hiền đây đó là dòng xe Ablet, có phiên bản 125 và 150 các bạn nhé. Đây là bản 125 màu đen nhám. Ngoài ra bên Hiền có cả màu đỏ nữa. Bản đặc biệt này thì bên Hiền đang để giá cho các bạn là khoảng ngoài 49 triệu một chút. Giá dao động từ 49 đến 50 triệu. Thì các bạn để được tư vấn cụ thể hơn nữa thì các bạn cứ liên hệ với Hiền theo số điện thoại ở video các bạn nhé. Trả góp thì các bạn chỉ cần trả trước cho Hiền từ mức 8 triệu trở đi thôi là các bạn đã sở hữu cho mình một em Honda Ablet màu đen nhám này rồi ạ. Đây là bản màu đen nhám bên Hiền đang bán rất là chạy, thời gian vừa qua không có xe ấy ạ. Còn bên cạnh đây đó là bản 150, bản đặc biệt, đã có rất nhiều khách hàng hỏi Hiền màu xanh nhám này các bạn nhé. Thì các bạn đang có quan tâm đến màu xanh nhám này thì liên hệ với Hiền sẽ hỗ trợ các bạn. Mà màu xanh nhám này thì bên Hiền đang để giá cho các bạn giá dao động khoảng ngoài 57 triệu một chút. Thì để được tư vấn cụ thể hơn nữa các bạn liên hệ với Hiền theo số điện thoại nhé. Còn màu đỏ bản tiêu chuẩn này thì bên Hiền đang để giá cho các bạn giá dao động khoảng 56 triệu ạ. Trả góp các bạn chỉ cần trả trước cho Hiền mức từ 10 triệu trở đi thôi là các bạn đã sở hữu cho mình một em Ablet bản 150 này rồi các bạn nhé. Ngoài ra thì bên Hiền có thêm cả chương trình thu cũ đổi mới nữa. Thì các bạn đang có nhu cầu đổi từ xe cũ sang xe mới thì các bạn cứ mang xe qua bên Hiền sẽ định giá xe cho các bạn nhé. Hoặc là các bạn có thể liên hệ với Hiền theo số điện thoại, Hiền sẽ hỗ trợ các bạn. Ngoài ra thì ví dụ như là các khách hàng có các khu vực ở lân cận bên Hiền, ví dụ như là ở Tam Đảo, Vĩnh Yên, Thanh Vân, Đạo Tú hoặc là Duy Phiên, khi qua cửa hàng mua xe sẽ được hỗ trợ ưu đãi, sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi các bạn nhé. Đặc biệt là khi các bạn đang xem video này, các bạn có đang làm việc ở khu công việc, ở các khu công nghiệp, ví dụ như là khu công nghiệp Khai Quang, khu công nghiệp Bình Xuyên, thì các bạn khi các bạn qua cửa hàng mua xe, các bạn cứ liên hệ trước với Hiền để Hiền hỗ trợ các bạn, và đặc biệt là sẽ có ưu đãi giảm giá các bạn nhé. Tiếp theo Hiền xin giới thiệu với các bạn đó là dòng xe SH1. SH1 thì bên Hiền đang trưng bày ở đây đó là màu đỏ đen, và bên cạnh đây nó có màu bạc đen nữa các bạn nhé. Phiên bản này thì bên Hiền như bảo màu bạc đen này thì bên Hiền đang để giá cho các bạn là khoảng đâu đó khoảng ngoài 75 triệu một chút. Thì trả góp các bạn cũng chỉ cần trả trước cho Hiền từ mức 10 đến 12 triệu trở đi thôi là các bạn đã sở hữu cho mình một em SH1 này rồi ạ. Màu bạc này rất là đẹp. Thời gian vừa qua thì không có xe thì để được tư vấn cụ thể hơn nữa các bạn liên hệ với Hiền theo số điện thoại 0967 817 693, hoặc kết bạn Zalo với Hiền nhé. Còn màu bạc, màu đỏ đen này thì bên Hiền đang để giá cho các bạn giá dao động khoảng ngoài 74 triệu một chút ạ. Thủ tục trả góp thì rất là đơn giản, chỉ cần căn cước công dân gắn chip, hoặc là nếu các bạn chưa đổi qua căn cước công dân gắn chip thì chỉ cần chứng minh thư và bằng lái xe, hoặc là chứng minh thư và sổ hộ khẩu thôi ạ. Tiếp theo thì Hiền xin giới thiệu với các bạn đó là dòng xe Lít. Như Lít thì bên Hiền đang trưng bày ở đây đó là bản cao cấp, màu đỏ, màu trắng, màu đỏ, màu xanh các bạn nhé. Ngoài ra sẽ có thêm cả màu trắng nữa. Đây là bản vành trắng các bạn nhé, các bạn nhìn thấy sự khác biệt không ạ? Đây là màu đỏ bản vành trắng này, còn bên là màu xanh, bên Hiền đã lên sẵn vành độ đen rồi các bạn nhé. Hai phiên bản này sẽ chênh nhau khoảng tầm hơn 1 triệu thôi. Ví dụ như bản cao cấp mà bản vành trắng này thì bên Hiền đang để giá cho các bạn là khoảng 47 triệu. Còn bản này sẽ khoảng ngoài 48 triệu một chút thôi ạ. Thì để được tư vấn cụ thể hơn nữa các bạn hãy liên hệ với Hiền theo số điện thoại ở video các bạn nhé. Trả góp thì các bạn chỉ cần trả trước cho Hiền từ mức là từ 8 triệu trở đi thôi ạ. Còn bên cạnh đây đó là chiếc xe Lít màu trắng các bạn nhé. Đây là phiên bản tiêu chuẩn các bạn ạ. Bản tiêu chuẩn này thì bên Hiền đang để giá cho các bạn là khoảng 41 triệu ạ. Trả góp thì các bạn chỉ cần trả trước cho Hiền từ mức 7 đến 8 triệu trở đi thôi. Còn tiếp theo Hiền xin giới thiệu với Hiền với các bạn đó là dòng xe Vision. Vision thì sẽ có 4 phiên bản các bạn nhé. Như bên Hiền đang trưng bày ở đây đó là bản cao cấp, bản đặc biệt và bản cá tính ạ. Bản cao cấp này thì bên Hiền đang để giá cho các bạn là khoảng 42 triệu. Như chiếc xe này là bên Hiền cũng đã lên sẵn vành độ đen rồi các bạn nhé. Thì giá nó sẽ khoảng dao động khoảng tầm hơn 43 triệu một chút thôi. Như xe này thì bên Hiền đã trang trí mặt nạ, lắp mặt nạ thêm mặt nạ trang trí này. Các bạn trẻ đang rất là chuộng cái mặt nạ này các bạn ạ. Còn bản đặc biệt màu xanh nhám này bên Hiền cũng để đồng giá với các bạn bằng giá với bản cao cấp, thì giá nó dao động khoảng đâu đó khoảng 42 triệu thôi ạ. Còn bản cá tính thì ngoài màu đen này ra sẽ có thêm cả màu xanh nữa các bạn nhé. Các bạn đang quan tâm đến màu nào thì hãy liên hệ với Hiền theo số điện thoại 0967 817 693, hoặc kết bạn Zalo với Hiền, Hiền sẽ tư vấn cụ thể hơn nữa nhé. Đây là chiếc xe Vision bên Hiền đang bán rất là chạy trong thời gian vừa qua.
chiếc xe rất là cao các bạn ạ. Như Hiền chỉ cao hơn 1m55 một chút thôi, nhưng mà đi chiếc xe này sẽ rất là đẹp các bạn nhé. Bản này rất là cao, thiết kế rất là giống với chiếc S21 đấy các bạn ạ. Và thiết kế vành, bánh các thứ cũng to hơn các bạn nhé. Thì để được tư vấn cụ thể hơn nữa thì các bạn liên hệ với Hiền theo số điện thoại 0967817693. Hoặc là trả góp thì các bạn chỉ cần trả trước cho Hiền từ mức 6 đến 7 triệu trở đi thôi là các bạn đã sở hữu cho mình em Vision này rồi các bạn nhé. Còn như xe này là bên Hiền đã lên sẵn mặt nạ trang trí này, ốp lót sàn các thứ nhé. Thì để được tư vấn cụ thể hơn nữa thì các bạn cứ liên hệ với Hiền, Hiền sẽ hỗ trợ các bạn. Và đặc biệt là nếu các bạn mua xe qua video này thì sẽ có hỗ trợ tặng voucher, ngoài ra thì quà khuyến mại cũng rất nhiều các bạn nhé, ví dụ như là mũ bảo hiểm, áo mưa. Bên cạnh đây đó là dòng xe Guenfa các bạn nhé. Guenfa bên Hiền đang trưng bày ở đây có hai màu, đó là màu xanh tím than và màu đen các bạn nhé. Nhưng màu xanh là bên Hiền cũng đã lên sẵn mặt nạ trang trí rồi ạ. Và đây là vành đúc các bạn nhé. Vành đúc thì bên Hiền đang để giá cho các bạn là khoảng ngoài 22 triệu một chút. Còn vành lan thì giá đâu đó khoảng 21 triệu, ngoài 21 triệu một chút thôi ạ. Và Hiền tiếp theo Hiền sẽ giới thiệu với các bạn kho xe ở trên tầng 2 của bên Hiền nhé. Đây là bên, kho xe ở tầng 1 đấy ạ. Bên tầng 2 vẫn còn rất nhiều xe các bạn nhé. Đây là kho xe của bên Hiền. Bên Hiền đang có rất là nhiều xe và rất là nhiều màu để các bạn lựa chọn nhé. Xe Guenfa, đây là bên này, bên này là hàng xe số của bên Hiền. Xe số sẽ có Guenfa, WayZX, WayBlade và Future các bạn nhé. Như là đây bên mình Hiền đang trưng bày đó là Guenfa có đủ các màu, màu trắng, màu xanh tím than, màu đen nữa các bạn nhé. Còn đây là xe GX các bạn nhé. Xe GX này sẽ có vành đúc và vành lan. Vành lan này thì bên Hiền đang để giá cho các bạn là giá dao động khoảng 23 đến 24 triệu ạ. Còn vành đúc này thì giá nó khoảng 26 triệu các bạn nhé. Bên này nó sẽ là Guenfa có đủ tất cả các màu. Các bạn đang quan tâm đến màu nào thì hãy liên hệ với Hiền theo số điện thoại 0967817693, Hiền sẽ tư vấn cụ thể hơn nữa nhé. Và đây là chiếc xe Vision màu xanh các bạn ạ. Như Hiền giới thiệu vừa giới thiệu với các bạn, bên dưới nhà là kho tầng 1 sẽ có màu đen và đây là màu xanh các bạn nhé. Như xe này là bên Hiền cũng thời điểm này thì giá xe Vision rất là có rất nhiều ưu đãi đấy ạ. Thì để được tư vấn cụ thể hơn nữa thì các bạn cứ liên hệ với Hiền. Còn bên phía bên tay phải Hiền đây đó là dòng xe Ablade, Lead và SSI các bạn nhé. Rất là nhiều xe ạ. Ablade thì sẽ có màu đen nhám của bản 125 và đen bóng của bản 150 các bạn nhé. Bản đen bóng này bên Hiền đang để giá cho các bạn là khoảng 56 triệu thôi ạ. Trả góp các bạn chỉ cần trả trước cho Hiền từ mức 10 đến 12 triệu trở đi thôi. Còn đây là chiếc xe Lead các bạn nhé. Và rất nhiều xe SHI ạ. Bây giờ có đủ các màu các bạn nhé. Màu đỏ, màu trắng và màu đen. SHI thì sẽ có bản 125 và 150. Bản 125 CBS bên Hiền đang để giá cho các bạn khoảng 82 triệu. Đó là bản vành trắng như này các bạn nhé. Còn ví dụ như bản vành đen sơn độ, bên Hiền đã sơn độ rồi thì giá nó dao động đâu đó khoảng tầm 84 triệu thôi ạ. Còn SH150 CBS thì giá khoảng dao động khoảng 97 triệu các bạn nhé. Còn bản ABS thì giá dao động khoảng 117 đến 119 triệu ạ. Thì trả góp các bạn chỉ cần trả trước cho Hiền tối thiểu từ mức 20 triệu trở đi đối với dòng SHI bản 125 các bạn nhé. Còn với bản 150 thì các bạn trả trước tối thiểu cho Hiền từ mức 30 triệu trở đi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bạn trong video lần sau nhé.